Xin chào cả nhà đến với clip thứ ba của tuần này, ngày 28 tháng 3. Clip này thì em lên một số giao bếp hàng nhập bãi, hàng đã qua sử dụng ạ. Có hàng mới thanh lý chính hãng nha anh chị ha. Clip này thì em có lên Global, Sugi và nhiều hãng nội địa khác ạ. Mã đầu trong clip thì em đã vệ sinh hết rồi anh chị. Thì em gửi hàng cho anh chị là giống như hình như video nha anh chị. Còn test thì em sẽ mài bén trước khi gửi cho anh chị như thế này ạ. Trong video thì em chỉ test một cây thôi ạ. Em chỉ mài một cây. Đây là đường mài của bên em, hàng bao test trước khi gửi anh chị nha. Tất cả các dao đều test như vậy nha anh chị. Mã đầu tiên U71. U71-300 thương hiệu dập chìm, da ba lớp. Cái chỗ này nó có vết cấn nha anh chị, chứ không phải vết nứt. Nó có một cái vết cấn ở lưỡi dao 300. Lưỡi dài 15, rộng 4, dày 0,5. Ở trên này còn 0,2. Cán gỗ khâu nhựa, ba lớp thép carbon. U72-108 dao bên này cũng ba lớp, lõi thép carbon, ốp không rỉ, da mỏng nhẹ. Lưỡi dài 16,5, rộng 4,5, dày 0,13 cm. Cán gỗ. U73-200 lõi thép carbon, thương hiệu dập chìm, Nakiri. Dao này thái mỏng nên chị. Lưỡi dài 15,5, rộng 4,5, dày 0,13 cm. Cán gỗ. U74-600 thương hiệu dập chìm, Damascus, Nakiri. Thép không rỉ ạ. Lưỡi dài 16, rộng 4,5, dài 0,3 cm. Phần mũi của nó hơi có vết chấm chấm nhẹ nha anh chị. Cán gỗ ạ. 600 cây này Damascus. U75-350 thương hiệu dập chìm, da ba lớp, lõi thép carbon, ốp của nó kháng rỉ. Lưỡi là 14, rộng 4, dày 0,3 cm. Đường vân rất là đẹp anh chị. Vân lượng sóng rất là đẹp, 0,3, ở trên này còn 0,2. Khâu sừng cán gỗ. U76 thương hiệu dập chìm, da ba lớp, lõi thép không rỉ, ốp không rỉ, 300. Lưỡi dài 16,3, rộng 4, dày 0,14 cm. Cán gỗ. U76. U77-307 đất hai hình người, một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài 17,8, rộng 4,5, dày 0,19 cm. Này giao đất hai hình người nha anh chị. Còn logo nó hơi mờ, logo bắn laser nó hơi mờ. Cán của nó viền đỏ xung quanh, cán nhựa. Có logo dưới chui, dao đẹp anh chị. Nó logo nó hơi mờ thôi chứ cũng khá mới đẹp. U78-300 đất hai hình người, một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài 17,6, rộng 4,3, dày 0,25. Nặng 200 g. Cán của nó bọc kim loại. Bọc nhựa. Ở trong nó là kim loại chắc tay. U79 Zico da ba lớp, loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Lưỡi dài 16,5, rộng 4,5, dày 0,15 cm. Thép gold. Cán của nó bằng gỗ. Cán gỗ mung, gỗ đẹp. Em dời xíu cho nó sáng hơn xíu. U80-550 dao gold, thép gold nè anh chị. Vơ gờ da ba lớp.
kiểu gì nó cũng sẽ thấy cái bóng anh chị, thấy cái bóng của cái nhà, đường vân của nó anh chị, đường vân lượng sóng này nha, vân lượng sóng rất là đẹp, nó bóng quá quay khó. Cho anh chờ em xíu, em dời cái bàn nó ra xíu, dời cái bàn ra xíu nó coi nó đỡ bóng rồi. Vẫn bóng, nó vẫn bóng chị. Nè, nhìn cái lượng đường lượng sóng của nó ha, nhìn rất là đẹp, đường lượng sóng của nó phía sau rõ hơn này. Rất là đẹp luôn anh chị. Dài lưỡi là 16,5, 16,8, rộng 4,5, dài 0,18 sang. Cây này 500, cán đẹp, ớt, chắc tay nha anh chị. 550, xin lỗi nha. Giá trên giao là luôn luôn đúng anh chị. Em đọc là nhiều hồi nó sai. Mình cho giá cân đối trước khi mình quay video á. Ở ngoài nhìn nó rõ lắm anh chị, sao lên video nó bóng quá. U81, 450, của IST Global, Chromova 18, hàng mới thanh lý chính hãng. Lưỡi 14,8, rộng 2,8, dày 0,17 cm. Cán của nó là bằng kim loại, bên trong là cát anh chị. U82, 308, Global dòng ni, GNF02, hàng thanh lý, chỗ này có vài với 58 nhẹ. Lưỡi là 14, rộng 3, dài 0,17 cm. Hàng mới thanh lý, đẹp anh chị. Có chữ Global ở cán. U83, 300, một lớp thép Chromova 18, không logo. Lưỡi dài 15, rộng 4, dài 0,2 cm. Có logo ở dưới cán. U84, 207, GS5, lưỡi dài 14, rộng 4, dày 0,19 cm. Cán kim loại. Kim loại của Global anh chị, nó phần này nó có độ nhám nhất định nha, không bị trơn khi mình sử dụng đâu. U85, 400, một lớp thép Chromova 18, có rãnh chống dính. Lưỡi dài 18, rộng 4,3, dày 0,2 cm. Cán kim loại. U86, 950, da 3 lớp, đường vân của nó vân lượng sóng nè anh chị. Nakiri 950. Ngày xưa mấy cái cây kiểu này không có bán nha anh chị. Hàng rất là VIP. Đường vân lượng sóng 3 lớp, kẹp lên tận nơi. Dao dày dặn, lưỡi dài 18,8, rộng 5, dày 0,2, nặng 270 gram. Có chữ logo Global dưới cán. U87, 700, đường vân lượng sóng, đường vân đẹp lắm anh chị. Lưỡi dài 19, rộng 4,6, dày 0,2 cm, nặng 230 gram. Cán kim loại, Global. Dòng size U88, 300, một lớp thép Chromova 18. Dòng này kiểu phi lê nha anh chị, dáng phi lê. Dài 21, rộng 3,6, dày 0,13 cm. Cán kim loại. U89, 300, Global U-con, một lớp thép không rỉ, Chromova 18, lưỡi dài 14, rộng 4, dày 0,19 cm. Cán kim loại, Global. U90, 400, Global U-con, 400, thương hiệu bắn laser, lưỡi dài 20,5, rộng 3,4, dài 0,2. Global. U91, 900, lưỡi dài 20,3, rộng 5, dài 0,22 cm, nặng 210 gram. Cán có chữ Global hai mặt. Chỗ này nó có vết nè xíu nè anh chị, hàng mới thanh lý. Hàng mới thanh lý ha. Những cái dòng này thì nó sẽ không có hàng nhái, ít hàng nhái hơn. Còn những dòng này thì nó có nhiều hàng nhái hơn nha anh chị. U92, 800, thương hiệu dập chìm, da 3 lớp, loại thép carbon ốp không rỉ, da bản thái, nhẹ nhẹ tay nha anh chị. Thương hiệu khắc hai mặt.
lưỡi dài 18, rộng 8,5, dày 0,14. Cán của nó bằng gỗ. 800. U93 600. Một lớp thép không rỉ của hãng Toyiro Fuji, hàng mới thanh lý. Lưỡi dài 17,5, rộng 8,5, dày 0,23, nặng 310 g. Cái hàng thanh lý này em độc quyền ở Việt Nam anh chị. Em lấy nguyên lô độc quyền. Hàng còn U94 700, thương hiệu khắc thủ công. Dao đề 3, một mặt dành cho tay phải, hai lớp thép carbon, đường vân hai lớp này anh chị, đường vân sau này nữa ha. Lưỡi dài 18, rộng 5,3, dày 0,84, nặng 310 g. Loại này có thể làm cá chặt gà được anh chị. Mũi của nó rất là khỏe anh chị mà hay khui sầu riêng, bổ sầu riêng rồi đó. Là cái này vô địch ha. Khâu sừng, cán gỗ, nguyên zin. U95 450, Yanagiba của Kai. Thương hiệu của nó là yên mật anh chị, 450. Một lớp thép không rỉ, lưỡi dài là 22,8, rộng 3, dài 0,31 cm. Cán gỗ của nó gỗ màu hồng, khá là đẹp anh chị. U96 600. Dao này của Toyiro, một lớp thép không rỉ. Toyiro này anh chị, còn rất là mờ nha. Toyiro còn rất là mờ. Lưỡi dài là 23,7, rộng 2,7, dày 0,26 cm. Cán kim loại. U97. Cán của nó có vỏ da nha anh chị. Vỏ da thì hơi xấu xíu nhưng mà xài chắc chắn. U97 Mesono, thương hiệu dập chìm. Một lớp thép molybdenum vanadium. 1,8 triệu cây này. Lưỡi dài 24, rộng 5, dày 0,22, nặng 240 g. Khâu liền cán gỗ. Dao đẹp. U98 650. Một lớp thép carbon. Lưỡi dài 23,9, rộng 4,8, dài 0,2, nặng 200 g. Khâu liền cán gỗ quân tan. Những dòng này thấy thiệt là vô địch anh chị. Nó có carbon và nó chắc tay. U99 950 Sugimoto. Một lớp thép giấy trắng. Lưỡi dài 21,3, rộng 4,4, dày 0,23 cm. U100 650, 3 lớp Yiko Toyiro anh chị. Toyiro mà cái chữ bên đây nó mờ rồi anh chị, nó còn cái này thôi ha. Toyiro 3 lớp thép không rỉ, thép molybdenum anh chị. Toyiro thép, lõi của nó đa số là thép VG10. Dòng 3 lớp, lưỡi dài 21, rộng 4, dày 0,17 cm. Khâu liền cán gỗ. U101 650 của Đức Germany. Một lớp thép không rỉ, 550 cái này. Lưỡi dài là 29, rộng 3,8, dày 0,4, nặng 230 g. Dao đất dày dặn, cán của nó bằng gỗ. 3 chốt. U102 400 Toji. Ok này Toji ta. Thương hiệu của nó dập chìm anh chị. Một lớp thép không rỉ, cây dao gần như mới. À Toji phía sau. Lưỡi dài là 21,3, rộng 4,3, dày 0,17 cm. Da mỏng, dẻo. Mới nha anh chị, rất là mới. Cán gỗ. U103 110, 1,1 triệu. Dao 3 lớp, loại thép carbon, ớt không rỉ, hoàn thiện Naseri. Thương hiệu khắc thủ công. Đường vân lượng sóng đẹp.
Lưỡi dài 16, rộng 4,3, dài 0,18 cm. Cán gỗ 3 chốt. Ô 104, 1.200.000. Lõi thép giấy xanh, ốp không rỉ. Thương hiệu khắc thủ công. Lưỡi dài 16,5, rộng 4,7, dày 0,3 cm. Ở trên này còn khoảng 0,2 cm nha anh chị. Cán khâu gỗ ổn định, có vết rạn nhẹ nha anh chị. Rạn nhẹ phần lưng nè. Cán gỗ, cái phần dưới khâu nè anh chị, nó sẽ hơi hở xíu. Cán vẫn chắc chắn nha. Em sẽ xử lý độ keo cho anh chị phần này, cho nó phẳng luôn. Chỗ này nó hơi hở. Cán đẹp, dao đẹp hoàn hảo anh chị. Ô 105, 400. Massage gì? Hero, massage hero. Một lớp thép không rỉ, 400 cây nè. Đề 3 tay phải, lưỡi dài 15, rộng 5, dài 0,3, nặng 190 g. Cán gỗ. U 106, 400. Dao thép bạc 3. Lõi thép bạc 3 có rỉ, ốp không rỉ. Lưỡi dài 17,5, rộng 4, dài 0,16 cm. Cán gỗ 3 chốt. 400. U 107, 1.500.000. Thương hiệu khắc thủ công. Dao 3 lớp, lõi thép không rỉ, ốp không rỉ, đường vân của nó cũng rất là đẹp. Dao vân búa, lưỡi dài 16,3, rộng 4,3, dài 0,18 cm. Cán gỗ 3 chốt. U 108, 600. Cây này dao mới anh chị. Lưỡi dài là 17, rộng 4,6, dài 0,15 cm. Da mới rất là đẹp. Lõi thép không rỉ, ốp không rỉ. U 109, 300, thương hiệu dập chìm. 350, thương hiệu dập chìm. Da một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài 16,5, rộng 4,7, dài 0,14 cm. Mấy cái vết hàng này anh chị, nó sẽ dùng một thời gian, nó sẽ có một cái màu như vậy nha anh chị. Nó sẽ có màu phân biệt giữa cái vết hàng, chứ không phải bị nứt nha anh chị. Cán của nó là cán gỗ, 3 chốt. Ô 110, 500. Toyiro. Lõi thép VG10, ốp không rỉ, lõi không rỉ. Lưỡi là 16,5, rộng 4, dài 0,14 cm. Khâu liền, cán gỗ, 3 chốt. U 111, 800. Thương hiệu dập chìm. Củ cai. Da mỏng, thái thịt bò là ok rồi anh chị. Lưỡi dài 18, rộng 4, dài 0,17 cm. Khâu liền, cán gỗ, da vip anh chị. 800 cây này. Cán của nó nè. Da cũng rất là mới. Gần như mới, 99%, 95%. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.